Những điều chưa biết về siêu phẩm Nano Cucuminil. Nano Cucuminil thì đã có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. Không phải tất cả những sản phẩm ở trong viện đều có cái giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của Bộ Y tế đâu ạ, bởi vì là cái giấy này xin được nó không phải là cái việc dễ dàng. Ngoài cái việc về thủ tục giấy tờ còn cần một cái khoản tiền lớn để mình có thể xin được cái giấy phép đấy mọi người nhá. Thế nên là mọi người sẽ để ý là ở trên các cái sản phẩm của mình, cái sản phẩm bảo là Viện Hàn Lâm thì mình xem là có cái giấy chứng nhận an toàn thực phẩm không, bởi vì là trên mỗi sản phẩm thì nó sẽ có cái mã vạch này hoặc là cái QR code thì mình có thể check được thông tin trực tiếp ở trên sản phẩm đấy. Ngoài ra còn có một cái điều đặc biệt thứ hai nữa, đấy là sản phẩm Nano Cucumin New đã được đóng gói theo chuẩn GMP, đấy là chuẩn quy chuẩn về đóng gói. Tại Việt Nam thì tất cả những cái thực phẩm chức năng mà chưa được đóng gói theo chuẩn GMP thì mình sẽ không được lưu hành ở trên thị trường, và nếu có lưu hành thì đấy gọi là chưa được hợp pháp. Thế nên là với hai cái đặc điểm nổi trội đấy của Nano Cucumin New thì Tâm rất là tự hào được phân phối cái sản phẩm Nano Cucumin New này đến với cả tất cả khách hàng ở trên mọi miền Tổ quốc. Và chương trình khuyến mại cho khách hàng đặt hàng sớm ngày hôm nay, khách hàng đặt một hộp Nano Cucumin New sẽ được tặng một hộp men vi sinh. Khách hàng đặt hai hộp Nano Cucumin New sẽ được tặng hai hộp men vi sinh. Khách hàng đặt 3 hộp Nano Cucumin New sẽ được tặng 3 hộp men vi sinh ạ. Và mọi người có biết là men vi sinh ở trong Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam là của giáo sư tiến sĩ Đinh Duy Kháng với 30 năm phát triển không ạ? Với 30 năm phát triển cũng như là những cái trải nghiệm của từ trẻ con đến người lớn thì có những cái kết quả rất tốt đối với bệnh nhân bị tiêu hóa sau khi dùng kháng sinh đi ngoài hoặc là táo bón, thì dùng cái sản phẩm men này rất là tốt. Với người lớn thì ngày mình sẽ dùng 4 lọ chia 2 lần uống trước ăn 15 phút và pha với nước nguội. Còn đối với trẻ nhỏ thì mình sẽ dùng ngày 2 ống pha với nước nguội và uống trước ăn 15 phút. Thì nhà Tâm thì tất cả trẻ con khi mà bị táo bón thì mình đều cho dùng men, và sau khi dùng ngày hôm nay thì hôm sau là các bạn ấy đi được dễ dàng rồi, chứ không để cái tình trạng là bị táo bón quá lâu, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì ạ? Ảnh hưởng đến hệ bài tiết, ảnh hưởng những cái chất độc nó lại ngấm ngược lại cơ thể rất là nguy hiểm đấy. Thì với những cái phần quà hấp dẫn như thế thì mọi người đặt hàng sớm hôm nay để mình được nhận những cái phần quà này, mọi người hãy comment xuống dưới rồi Tâm sẽ hướng dẫn cách mình chuyển khoản. Mình có thể chuyển khoản qua ngân hàng MB, Techcombank, Vietcombank, hoặc là mình có thể chuyển khoản cho mình theo ví điện tử ViettelPay và rất nhiều những cái hình thức khác. Thì mọi người cứ comment xuống đây, mọi người chuyển khoản đặt hàng trước một phần thì Tâm sẽ chuyển hàng đến cho mọi người sau khi mà hàng về, bởi vì bây giờ Nano Cucumin New đang rất là cháy ạ. Không phải là hàng lúc nào cũng cả sẵn có, bởi vì là cái số lượng tiêu thụ của nó cần quá là nhiều, nên là mọi người cứ đặt hàng thì Tâm sẽ chuyển cái tài khoản cho mọi người, chuyển khoản và sẽ tặng quà đến tận tay mọi người khi mà hàng về nhá.